Rồi, xin chào anh chị và các bạn nha. Cũng gần như 3 tháng mùa dịch thì cũng đến nay thì nói chung là cũng đã tạm ổn. Nên là thể theo cái yêu cầu của anh em là đến cửa hàng Giang Spark để báo giá các cái dòng xe đây á. Thì hôm nay thì mình sẽ thực hiện cái video này để báo giá các cái dòng xe cho anh em cùng tham khảo nha. Thì cũng xin nhắc lại cái địa chỉ chỗ Giang Spark là số 224 đường Nguyễn Minh Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đó, đây là số điện thoại đây. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem báo giá đây nhé. Rồi, xin chào Giang nhé. Dạ, xin chào anh Tấn. Chào các bạn. Nói chung là cũng từ dịch tới giờ thì cũng lâu rồi, mấy tháng rồi thì mình cũng chưa có lên clip, còn anh Tấn cũng chưa có đi tới đi lui quay được, tại vì tình hình dịch đó ở đâu cũng vậy. Thì mấy bữa nay em mới có mở cửa lại cửa hàng nè, anh Tấn cũng có ghé thăm cửa hàng, cũng quay vô lên cập nhật mấy cái xe cho các bạn để xem tham khảo. Thì cũng có một số dòng thì mới về, thì trong đây thì có nguyên đây thì hàng chưa dọn, cái này là chưa dọn thì côn tay có, một càng có, mấy thái mấy bạc rồi có đủ. Thì tầm chưa dọn thì nó có đủ giá hết, có tầm khoảng 40 ngoài. Thì xe chưa dọn thì đời mấy thái mấy bạc rồi đó. Thì mấy này thì chưa dọn chưa rửa, tại vì xe mới về à. Nhưng mà toàn bộ xe là máy zin hết, bao zin bảo hành 2 năm. Bao về cho kiểm tra. Ở đây là cửa hàng mình bán á, là đặc biệt là máy zin, còn máy không zin á thì anh em cứ đem trả lại, trả tiền đủ. Cứ đem vô hãng, vô thợ gì kiểm tra. Chỗ xấu bề ngoài ở đây thì cũng có mua bán luôn. Thì ví dụ như xe bề ngoài xấu được nhưng mà máy phải zin ngon thì ở đây cửa hàng mới mua, bán cũng vậy. Cũng phải bao cho khách hàng máy zin ngon. Còn bề ngoài thì cũng nó gọi là tầm trung, thì tùy theo giá cả thì cũng tầm đẹp xấu hay tùy theo giá cả. Ví dụ như mình tầm trung thì tầm 40 ngoài, còn tầm đẹp thì 50 ngoài, 60, 60 mấy, 70 cũng có. Thì anh em thì có nhu cầu, nói chung là mình khả năng mình chơi tầm nào thì cứ báo. Thì ở đây em báo giá hay là chụp hình xe gửi cho. Thì giới thiệu sơ đi. Thì ví dụ như thằng này côn tay 2010. Côn tay 2010 này thì chưa dọn. Ví dụ như nó chưa dọn thì nó tầm khoảng 50, 51, 52 gì đó. Còn mà nếu mà nó sạch đẹp hết, ví dụ như mình dọn á, ở đây là cửa hàng dọn là rửa ráy sạch sẽ từ trong ra ngoài. Ví dụ như xe từ đó tới giờ của khách xài thì chưa có rửa ráy, chưa có dọn dẹp hết, thì mình về mình rửa ráy vệ sinh từ trong ra ngoài, dọn dẹp, bảo trì bảo dưỡng, ví dụ nhớt nước cố thắng hay là sơn nhông dĩa hay là chén đèn cổ đó, mấy cái đó thì hư mình phải thay thế phụ tùng hãng vô. Tại vì xe cũng mười mấy năm rồi, mình muốn ngon phải làm. Còn máy móc đặc biệt là không đụng chạm tới, tại vì đã bao zin rồi, bao máy zin mà đụng chạm thì là mất xe liền. Còn xe, những xe mà rớt đầu hay là làm máy rồi á, những xe đó là không có giá trị. Bây giờ ví dụ các bạn mà mua được chiếc xe rẻ đi, mà so với tầm này mấy chiếc xe zin thì không có so được, nó chênh lệch nhiều lắm. Chứ mà tầm zin thì mình chạy thì năm này qua tháng nọ, nói chung là nó vẫn ngon lành. Còn mà mình xe mình đã làm đây rồi thì nó tầm vài tháng là nó hư rồi. Thằng này là 2008, thằng này cũng chưa dọn. Áo thì bề ngoài giống như là có hơi xấu xí vậy. Xe bên mình nói chung là mua, đặc biệt là xe mua ngay chủ ngay khách. Ví dụ như xe từ đó tới giờ sao nó vậy, chày chỗ hay là gì để nguyên, về cửa hàng mình mới dọn, mình mới rửa tăng trang lên. Chứ không có mua mà xe dọn sẵn, hay là không có mua những xe mà binh độ này nọ rồi dọn yết sẵn ra. Mua xe chưa dọn, ngay tên ngay chủ, từ đó tới giờ sao vậy, vậy mình về mình dọn đẹp lên mình bán. Như vậy thì khách hàng mình tin tưởng hơn. Ví dụ mình bán những chiếc xe đó mình làm đi, thì mình cũng dám, nói chung là mình can đảm, mình dám bao cho khách. Tại vì những chiếc xe mình làm ra mà, mình biết chiếc xe nó như thế nào, mình bao cho khách. Hai con này 2007, hai con 2007, hai con vàng này thì 2008. Cái này là đời máy Thái nha, máy nhập Thái. Thì giá nó tầm khoảng
gần 40, 40 ngoài là xe chưa dọn, nó chỉ dọn là chỉ về dọn sơ thôi. Máy thì móc nguyên zin im hết, chỉ có bề ngoài nó hơi xấu, về nhầm chiếc áo thì còn được, mình lao chùi mình bắt bung lên, còn những chiếc có keo mình lột ra, còn những chiếc áo xấu thì mình có thể hai áo mới, nói chung là tùy những sở thích của mình. Thế này là báo xe chưa dọn cho những người anh em bạn bè nào mà thích mua xe chưa dọn về tự dọn theo ý mình á. Còn hai con này là 210 cung tay. 210 cung tay thì giá nó cũng tầm 50 ngoài. 210 cung tay thì bên em thì xe bây giờ nó cũng đẹp đẹp, giá nó cũng cao. Nó tầm khoảng gần 50 ngoài, chứ bây giờ hiện giờ thì dưới 40 là cửa hàng không có rồi. Tầm khoảng bốn mấy 50 đổ lên không à. Con bên đây thì 208 cũng đợi máy Thái luôn, con màu đỏ bên đây cũng giá cũng tầm khoảng 40 ngoài. Thì tại vì mấy xe này thì chưa có dọn nên chưa có báo giá cụ thể đâu cho anh em được, nên anh em cũng thông cảm nha. Tại vì mình chưa có xác định dọn xe nó dọn vô này nọ những gì bao nhiêu thì mình chưa có cộng vô nên không có báo chính xác. Còn những anh em nào muốn mua chưa dọn á, hay là muốn mua thích chiếc nào đó, cứ kết bạn Zalo em, rồi thích chiếc nào em gửi chiếc đó cho, thật là điện thoại trực tiếp coi, thì anh em mình báo giá thì ok thì em có bán luôn. Hoặc là muốn dọn theo sở thích của mình hay là dọn theo yêu cầu đó thì bên em có nhận luôn. Thế đó thì bán cho những anh em nào mà mua xe chưa dọn, thích dọn theo sở thích. Và vừa rồi có một số anh em hỏi cái xe chưa dọn tầm 30, hơn 30 thì chắc bây giờ không có đúng không ạ? Dạ đúng anh, xe bây giờ hiện giờ cửa hàng thì tầm 30, ba mấy giờ hiện giờ hết rồi. Nhưng với lại nữa xe bây giờ giá thì nó cũng lên cao, tại vì càng ngày xe nó càng hiếm. Nhưng mà số lượng xe thì nói chung ít lại thì người chơi thì nó cũng nhiều. Với lại một phần nữa là bên em bán toàn lựa những xe mà đẹp nhất, phát là zin đẹp, chứ không có mua những xe mà bèo nát hoặc là những xe mà đổ ít rồi nó xuống zin lại, những xe đó thì nó rẻ. Còn anh em mà mua mà tầm giá đó mà muốn ngon á thì không có, chỉ có xe những xe mà nó làm đây rồi hoặc nó đổ hết trơn hoặc là nó dọn mới full hay là làm tùm lum tùm la mới có giá đó thôi. Còn anh em mà muốn chơi một chiếc xe ngon á thì mình chịu bỏ ra xíu, tuy nó mắc nhưng mà nó đúng dòng tiền, đúng giá trị và đúng cái chất lượng. Còn những anh em mà mua xe mà đừng có đa, nhiều người cứ nghe nói muốn bao cái này bao cái kia đủ thứ hết trơn, thì một chiếc xe bao đủ thứ hết trơn rồi tới khi hư rồi lúc đó không bảo hành cho người ta. Còn bán chiếc xe có sao thì mình nói vậy, ví dụ như chiếc xe này mà chạy cũng khoảng mười mấy năm rồi thì tất nhiên thì nó cũng phải có hư hao hao mòn rồi. Còn đặc biệt thì quan trọng là máy móc, còn bề ngoài nói chung là mình mua chiếc xe về bề ngoài thì nó đơn giản lắm, ví dụ như nó hư cái nào mình thay cái đó, chủ yếu là mình thay đồ hãng, phụ tùng hãng thôi, đừng thay đồ lô rồi được. Còn mà mua xe mình đừng có quan trọng về bề ngoài, ví dụ như bề ngoài nó đẹp quá mình nghĩ chiếc xe đó đẹp quá, giá là rẻ đồ, nhưng mà mình mua về mình chạy mới biết, tại vì quan trọng nhất là máy móc bên trong. Mình chạy mà máy móc mà nó không có rồi nó không im mà mình chạy tầm vài tháng là nản rồi chán rồi nó hư tới hư lui rồi xong lúc đó bán lỗ biết bao nhiêu. Thay vì mình mua lựa chiếc xe mà ngon mình ba chạy, ví dụ như để làm của mình chạy nó ngon lành theo năm tháng, sau này nó còn có giá trị, tại vì thì xe càng ngày càng lên giá mà. Thì cũng báo cho anh em, nói chung là bên em thì bán sao có sao nói vậy. Còn xe khách nào mua bên em, nếu mà em bao chiếc xe là zin, còn nếu mà bao gất đầu á thì cứ đem lại trả, em trả tiền đủ cho, cứ ra hãng ra thợ quen biết là kiểm tra, anh em cứ thoải mái về kiểm tra khỏi lo. Rồi hai con xe màu trắng này là như nào anh? Hai con này cung tay, hai con này 50, hai con này cũng chưa có dọn, 50 mấy triệu. Hai con này 50 mấy triệu chưa dọn. Chưa dọn mà giống như là cũ kỹ thôi, mình chưa có bát bung lại đó anh, nó nguyên zin hết, chạy xước này nọ nè là cũng nguyên zin hết, là tại vì mua xe của chủ chạy từ đó tới giờ mấy năm mà. Con này còn đẹp lắm, giống như là chỉ có rửa sơ rồi bát lên thôi, rồi chỗ nào hư hao đó mình thay,